Có thể nói, những kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường sông biển luôn là bài học quý giá với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân hiện nay. Nhiệm vụ thường xuyên nặng nề, có giai đoạn căng thẳng phức tạp, nên ngay cả khi tàu thuyền, vũ khí trang bị được đầu tư hiện đại hơn, thì bản lĩnh, trí tuệ, sự bền bỉ, quyết tâm của người chiến sĩ hải quân vẫn luôn là yếu tố tiên quyết. Đó là lý do mà những năm gần đây, quân chủng hải quân rất chú trọng đào tạo, lựa chọn bồi dưỡng từ sớm các thế hệ cán bộ để có nguồn kế cận chất lượng cao. Thực hành ngoại ngữ chuyên ngành trực tiếp trên giao diện máy móc trang bị là nội dung được duy trì sau các tiết giảng ngoại ngữ ở Lữ đoàn 162, Lữ đoàn tàu mặt nước hiện đại nhất của quân chủng hải quân. Hiện Lữ đoàn 162 duy trì 3 hình thức huấn luyện ngoại ngữ, gồm các lớp học tập trung do lữ đoàn tổ chức, tọa đàm ngoại ngữ vào các buổi tối và tự học. Quân nhân được lựa chọn chủ đề, đăng ký kế hoạch và mục tiêu học tập, tạo không khí thi đua học tập rất sôi nổi, cùng tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh trong huấn luyện làm chủ. Tàu 012, thuyền trưởng đã trực tiếp đứng lớp và duy trì các buổi thảo luận nhờ vốn ngoại ngữ chuyên ngành tốt. Các tàu cũng tổ chức học tiếng Anh để thực hiện tốt hoạt động đối ngoại, huấn luyện hàng hải, thông tin, hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn, duyệt binh tàu quốc tế. Quá trình làm việc giữa người và vũ khí trang bị, mọi giao diện đều bằng tiếng Nga. Chính vì vậy, chúng tôi luôn coi tiếng Nga nói riêng và ngoại ngữ nói chung, đó là một cái chìa khóa thành công và có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ riêng gì cho công tác huấn luyện chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, mà còn nó đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới, đặc biệt là vấn đề là giao lưu và đối ngoại quốc phòng. Tăng cường học tập ngoại ngữ, phục vụ huấn luyện làm chủ cũng là câu chuyện ở Lữ đoàn 189, mà nổi bật là tàu ngầm 183, tập thể điển hình trong công tác huấn luyện. Hoàn thành khóa học chuyển giao, tàu đã độc lập khai thác, lặn ở nhiều độ sâu, đi biển dài ngày, huấn luyện nằm đáy, thoát hiểm an toàn tuyệt đối. Các kíp tàu rút gọn đã tham gia huấn luyện, tiếp nhận các kíp tàu ngầm tiếp theo, đặc biệt là kíp tàu số 7, kíp tàu đầu tiên huấn luyện và đào tạo ngay tại Việt Nam. Thông qua huấn luyện, cán bộ thủy thủ mới nhận thức, mới nâng cao tay nghề trong thực hành chiến đấu tại tàu. Cán bộ thủy thủ hiểu rõ ở công tác chiến tàu ngầm vũ khí trang kỹ thuật hiện đại với yêu cầu đảm bảo an toàn cao, cho nên mới thông qua huấn luyện với tổ chức thực hành đảm bảo an toàn được. Bơi biển, chạy dài, thể thao đặc chủng là những nội dung huấn luyện thể lực đã được duy trì thành nền nếp, trở thành một tiêu chuẩn thi đua khen thưởng. Và một mô hình có sức lan tỏa lớn, đó là câu lạc bộ thể hình và gym, để cán bộ chiến sĩ có sức khỏe dẻo dai, tự tin trong quá trình huấn luyện công tác. Ngay từ đầu năm, kiểm tra toàn bộ các tiêu chuẩn huấn luyện thể lực của từng quân nhân, đồng thời phân loại những đồng chí còn yếu ở các nội dung để tăng cường thời gian huấn luyện cho các nội dung còn yếu. Kết thúc một buổi huấn luyện đều có đăng ký kết quả của từng cá nhân vào trong sổ đăng ký để theo dõi từng ngày. Những giọt mồ hôi trên thao trường bãi tập, sóng gió muối mặn đã rèn giũa nên thế hệ người chỉ huy trẻ tuổi có tài, có tâm, có tầm. Bay xa hơn, lặn sâu hơn, đi biển tự tin trong sóng gió, quan sát phát hiện, không sót lọt bất cứ mục tiêu nào trên không, trên biển là những nỗ lực hàng ngày, hàng giờ của toàn quân chủng hải quân, sẵn sàng đánh thắng bất kỳ cuộc tiến công nào trên hướng biển.